cho ngày vui lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới quý vị những phiếu bầu cử nào là phiếu bầu cử hợp lệ, những phiếu bầu cử nào là phiếu không hợp lệ, việc kiểm đếm số phiếu bầu cho từng người ứng cử được tổ bầu cử thực hiện như thế nào. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Những phiếu bầu cử nào là phiếu bầu cử hợp lệ? Về nguyên tắc, phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây. Phiếu theo mẫu quy định do tổ bầu cử phát ra. Phiếu có đóng dấu của tổ bầu cử. Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng đại biểu đã ấn định cho đơn vị bầu cử. Phiếu không ghi thêm tên người khác ngoài danh sách những người ứng cử hoặc ghi thêm nội dung khác. Tổ bầu cử có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cử tri cách thức bỏ phiếu để bảo đảm phiếu bầu cử hợp lệ. Theo các hướng dẫn tại thông tư số 01/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, nếu cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang giữa cả họ và tên người ứng cử đó, gạch đè lên hàng họ và tên người ứng cử, không khoanh tròn gạch chéo, gạch dưới, gạch trên hàng họ và tên người ứng cử, không được đánh dấu trên phiếu bầu, không được viết thêm, không được ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu, không được bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu, không được để nguyên phiếu bầu đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử, không gạch tên người ứng cử nào, hoặc gạch tất cả người ứng cử trong phiếu bầu. Tuy nhiên, trường hợp trên phiếu gạch chéo, gạch xiên, gạch dọc hoặc gạch ngang nhưng gạch hết họ và tên của người ứng cử thì vẫn được tính là phiếu hợp lệ. Trường hợp người ứng cử có hai tên, tên khai sinh, tên thường gọi hoặc có chức vị pháp danh, pháp hiệu theo tôn giáo, nếu cử tri không tín nhiệm người này thì cần hướng dẫn cho cử tri gạch tất cả tên khai sinh, tên thường gọi hoặc chức vị pháp danh, pháp hiệu tôn giáo của ứng cử viên đó. Tuy nhiên, nếu cử tri chỉ gạch một dòng tên khai sinh hoặc tên thường gọi, chỉ gạch một dòng tên khai sinh hoặc một dòng chức vị pháp danh pháp hiệu đối với chức sắc tôn giáo thì phiếu bầu đó vẫn được tính là hợp lệ. Tương tự như vậy, trường hợp bên cạnh họ và tên của người ứng cử có cả ngày tháng năm sinh đặt trong ngoặc đơn do người ứng cử trong danh sách ghi trên phiếu có cả họ tên và tên đệm giống nhau, nếu cử tri không tín nhiệm người này thì cần gạch hết cả họ và tên và ngày tháng năm sinh đặt trong ngoặc đơn. Tuy nhiên, nếu cử tri chỉ gạch họ và tên mà không gạch ngày tháng năm sinh đặt trong ngoặc đơn thì phiếu bầu đó vẫn được tính là hợp lệ. Thưa quý vị khán giả, những phiếu bầu cử nào là phiếu không hợp lệ? Những phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu không theo mẫu quy định do tổ bầu cử phát ra, phiếu không có dấu của tổ bầu cử, phiếu để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử, phiếu gạch xóa họ tên của tất cả những người ứng cử, phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác. Trong quá trình kiểm phiếu, nếu phát hiện có phiếu bầu cử được cho là không hợp lệ, thì tổ trưởng tổ bầu cử đưa ra để toàn tổ xem xét quyết định. Tổ bầu cử không được gạch xóa hoặc sửa các tên, nội dung ghi trên phiếu bầu. Thưa quý vị và các bạn, việc kiểm đếm số phiếu bầu cho từng người ứng cử được tổ bầu cử thực hiện như thế nào? Việc kiểm phiếu bầu cho từng người ứng cử chỉ thực hiện đối với những phiếu hợp lệ. Các phiếu bầu hợp lệ được xếp thành các loại gồm loại phiếu bầu 1 đại biểu, loại phiếu bầu 2 đại biểu, loại phiếu bầu 3 đại biểu. Tổ bầu cử kiểm phiếu theo từng loại phiếu bầu để làm căn cứ xác định số phiếu bầu cho từng người ứng cử. Để việc kiểm phiếu chính xác, tổ bầu cử phân công ít nhất 3 người kiểm phiếu gồm một người đọc, một người ghi, một người kiểm tra, việc đọc và ghi. Cách ghi số phiếu cho từng người ứng cử tham khảo theo cách vẽ lần lượt các hình vuông và một đường chéo. Cứ 5 phiếu tạo thành một hình vuông có một đường chéo. Chương trình phổ biến luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình này tuần sau.